Ở đây có cái chỗ người ta bán bún lúc lèo này không, mà không biết là bún lúc lèo này ngon không. Hôm qua mình chưa có quay được. Coi. Bán cái bún lúc lèo này ngon không? Đây. Ice cold. Cái này là từ người ta đem từ Sóc Trăng lên luôn các bạn. Mấy em làm bún nước lèo Sóc Trăng ơi. Có heo quay rồi con. Heo quay. Dạ. Nhiêu tô? 50 hả? Đây. Ai nồi nước lèo khủng luôn. Đây để cô làm một tô nước bún nước lèo gồm những gì? Có chả ké nè, heo quay, cá lóc, tôm, nhìn hấp dẫn quá. Mình nấu đây là gọi là truyền thống của Sóc Trăng hả con? Truyền thống của Sóc Trăng lên đây bán. Chỉ bán hội chợ ở dưới Sóc Trăng có tiệm không con? Không, hồi thì bán bây giờ là nhà không có bán ở nhà. À. Ta mời đi hoài mới không có bán ở nhà. À. Coi mình coi nồi nước lèo này. Coi làm như thế nào. Đặc sản Sóc Trăng. Nhìn là rất hấp dẫn rồi, nhìn là thơm. Ồ, ở đây hình như có lá đấy, cái hoa nó hoa gì con? Bông đi mà. Bông mà. Bông điện điện. Bông điện điện cũng được. Dạ. Đó rồi. Rồi nước lèo nó thành năm thành một tô 50k đúng không? Phải, 50k. Rồi vô nước rồi lên là bốc khói rồi hấp dẫn. Này nấu ở đây là uống nước lèo là phải người Sóc Trăng nấu là mới gọi là số dắt đó quý vị. Dạ, đúng rồi. Tại đây vậy chứ em mở bán được ăn là lại lên đại luôn á. Dạ hả? Ừ, nó phải thử luôn. Dạ. Cô làm ngồi đâu ra? Dạ, ngồi đây nè. Làm cho con một cô đi, làm cho con một cô. Bỏ ít bún thôi. Dạ. Để có bún à? Tôi muốn đừng để con muốn nha. Rồi đừng để con muốn. Có nhiều con muốn vậy. Có hấp dẫn lắm mọi người. Đây anh chị ngồi đâu rồi ta? Dạ, ba mày đang. Dạ dạ. Ok. Hấp dẫn. Bỏ cái bàn đó cho mình. Bỏ cái bàn đó. Bỏ phần bên kia. Đưa cho chú kia trước đi. Dạ. Đưa anh đi trước được. Đưa cho chú kia trước đi. Yeah. Đưa chú kia ăn trước đi rồi thấy chú này. Đó, cái rau này, chị mấy chị đổ nhiều loại lắm các bạn, muốn giá. Tôi đừng để tôi muốn á. Rồi anh ăn đây, tôi là tôi của anh à. Yeah. Không có con muốn không? Tôi không có muốn đâu. Ừ. Làm đấy. Chứ con làm tôm tôi muốn mà toàn không quay, không cho không theo. Toàn cái tắt chứ. Đồng lên bạn. Tại nó nói cái 8 giờ là mình bắt bàn ghế cho à. Bữa nay nó không chặn hai đầu đâu. Bữa nay nó không cho chặn hai đầu. Rồi, thưởng thức cái món bún lèo của đại các bạn. Rồi, mời cùng ăn dài đi. Rồi, nhưng mà Sài Gòn hồi xưa là bán ở đâu?
tỉnh lộ 2 hả? À tỉnh lửa hả? À. Bình Tân. Dạ. Nhìn hấp dẫn lắm quý vị. Bốn cái không giò. Ở đây nó có giò, có gân nè mọi người. Tương lai là em sẽ về Sài Gòn hả em? Về Sài Gòn hả? Về Sài Gòn bán cũng ở khu vực đó luôn hả? Đi nước đuối quá nè. Đi đuối á. Đi theo đoàn cái dùng không có cố định khách, ví dụ như họ biết, họ đi biết đâu mà tìm. Khách thì nó cố định thiệt, khách thì nó đâu có cố định như mà, biết không? Đuối quá à, đi quá trời đuối à. Khách bây giờ người ta đi chơi, bắt đầu đi dông rồi các bạn. Đi mà đói thì ghé ăn bún riêu cũng được nè. Nó nằm ở cái gian giữa giữa. Cái này chương trình này tới 7 ngày lắm. Bữa nay mới cái ngày thứ 2 à. Em gửi cái của em ra. Ồ, bây giờ người ta đi rồi. Kéo cả gia đình họ đi... Đi ăn á mọi người. Giải gì? À, cái đấy phải chả nữa các mọi người. Đầy đủ. À nãy mình ăn không phải chả, chả hấp dẫn ha. Cái này thì làm hấp dẫn ngon nè, nhưng phải có một địa điểm cố định thì bán mới... Có gì thì rồi. Rồi. Không bệnh. Không suối đâu anh thấy không? Không có bệnh đâu, nó không phải nấu bằng mẹ đâu. Bởi vậy. Cái nồi này nó bằng tiện này chứ, tràn bờ đơ luôn. Nhìn hấp dẫn cái gì. Ở Sài Gòn em cũng biết nhiều chỗ bán lắm, nhưng mà kiểu như mà chị di chuyển cố định thì người ta đâu có khách, đâu có khách quen đâu, đâu có khách thân thuộc đâu. Chị bán rất là ngon nha mọi người. Chứ em bán cố định hả? Dạ. Rồi sao lại di chuyển? Tại vì thích đi theo đoàn nè. À, theo đoàn hả? Em đi theo em thành trả nhiều. Không, nếu mà đi theo đoàn thì cũng có dịp, có khách cũng đông lắm các bạn, nhưng mà nó lại không còn không được ổn định đó mọi người. Đi di chuyển nhiều mệt lắm. Có huyết, có chả rồi có riêu rồi, nhìn quá ngon luôn. Gọi là tràn bờ đê luôn á. Mấy cái món kia là muốn ăn chơi thôi, muốn ăn no lắm nè. Món kia món ăn giặt, còn món này là món no. Kênh YouTube bên vậy anh? Cuộc sống văn hóa ẩm thực anh. Cái nồi của em rất là đúng thơm như muốn vậy nè. Dạ. Em mới làm vậy mới tốn điện ăn ngon á. Dạ. Dạ. Đi chơi lễ hội trái cây thì ghé chỗ bún riêu hủ tiếu này, nó nằm cái đoạn giữa này mọi người. Đông. Ở ngoài thì chị không có quán, chị không có cái địa chỉ quán cho nên là mình không có giới thiệu được mọi người. Giờ tới đây. Đây mọi người. Riêu. Quá trời luôn á. Wow, chỗ này ăn mình kêu chị bỏ ít bún mà chị bỏ cũng nhiều bún quá. Hay không hết. Ê, bây giờ người ta bắt đầu đi đông rồi mọi người. Tầm 7 giờ bắt đầu là rất là đông. Ở đây nãy mình đang nghe cái tô gọi là bún riêu rồi mọi người. Đó bún mấy món Thái nữa. Tô nướng rồi mọi người. Quá trời quá đất nè. Rồi đi dọc xuống đây quay cho mọi người xem. Hôm nay thì kiểu như người ta không có bị chặn đường. Chặn ở hai đầu quá các bạn. Cho nên là nó hơi rối. Bên kia có cái trò chơi. Phóng tiêu. Đông lắm các bạn. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây.
nữa quay lại chỗ kia là quay quay sầu riêng của Thanh cho mọi người xem. Không cực kỳ luôn á. Ở đây có một cái quầy quầy bánh bánh quê nha, bánh quê. Mà anh đi dẹp rồi. Đêm nay là người ta không có chặn đường cho nên là cảnh sát giao thông rồi dân quân rồi người ta đi quá trời. Chắc mua một phần nướng. Có bánh tôm nha. Dạ. Có cô quay mà không biết cái nhà hỏng giờ cô quay cô bạn nữa. Giờ người ta bắt đầu người ta đi. Không chặn nó mới hư rối à. Không chặn cho nên là đi lộn xộn á. Ở đây cũng bún riêu cũng ngon lắm nè. Chỗ này bún riêu qua cũng hấp dẫn lắm mọi người. Làm tô, làm tô. Cho em một tô riêu không chị? Ít thôi. À, ít bún thôi. Nhưng mà đi review hết là bỡ bụng luôn á, nãy ăn được hai món. Sụp. Chẳng quá. Riêu với đậu hũ cái gì? Dạ. Không, đừng mà quýt. Cà có cà. Tôi đầy đủ là nhiêu? Dạ. Tôi nào cũng có mua là dạ. Vậy này em lấy nhiều cho anh cũng vậy à? Dạ dạ. Xôi sụp. Bán được không vậy? Bán ngày bán được. Bán được bán đêm. Đây ra. Không có chỗ ngồi ha. Không có chỗ ngồi đấy các bạn. Dạ. Đúng rồi. Chị bỏ đấy. Gỡ, chỗ đó không người đâu. Rồi. Thưởng thức tô bún riêu lấy thiêu là bún riêu lấy thiêu hả vậy? Bún riêu lấy thiêu nha bạn. Bún riêu Sài Gòn hả? Ok, xin chào mừng quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang lên cái khu này, cái khu ẩm thực rồi trái cây của lễ hội trái cây Lái Thiêu năm 2023 các bạn. Mình sẽ chia sẻ rất là nhiều video và suốt hành trình của cái lễ hội trái cây này mọi người. Đây, phía bên kia là gian hàng trái cây.
Cái đoạn này là cái đoạn trái cây sầu riêng, sầu riêng với măng cục bán nhiều nha các bạn. Thì ở đây có rất là nhiều vựa, cái vựa của Thanh Hiếu Nghĩa chỗ kia. Các bạn mà có sầu riêng á thì các bạn biết rồi, mình hay quay sầu riêng mà. Cái vựa sầu riêng nổi tiếng mình hay quay nhất là của Thanh với cô Hiếu ở Sài Gòn các bạn. 415 các bạn 8 với lại là số 592 Trường Chinh nha mọi người. Đó, hiện tại thì mình đang quay trở lại quay sầu riêng cho các bạn. Và khung cảnh buổi chiều hôm nay là trời chắc không có mưa. Ở đây có cái gian hàng họ bán hải sản rất là ngon này mọi người. Rất nhiều ốc yết rồi mọi người. Đó, rất là nhiều lẩu cá kiếm. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Bây giờ cái dọc phía bên này thì mấy anh công an đi dẹp vào phía bên này ạ. Phía bên này thì không có trả phí nha mọi người. Còn phía bên kia là trả phí. Nói chung là những cái gian hàng á, nó có giá cũng rất là dao động. 2 triệu có, 3 triệu có, 5 triệu có, 8 triệu có, 12 triệu có luôn. Đó. Đó là mình sẽ quay chia sẻ các bạn là khung cảnh. Ngày hôm nay là ngày thứ 2 của lễ hội trái cây. Ở Lái Thiêu, Bình Dương. Khu vực này là khu vực của gọi là phường này là chỗ này là khu của du lịch Cầu Ngang các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua quay một ít xíu cho các bạn xem. Bây giờ bắt đầu đông trở lại rồi. Anh công an đi yêu cầu mấy bạn bán ngoài đường là phải đưa vào trong. Còn cái gian hàng này thì nói chung họ đã trả phí rồi, cho nên là sẽ không có vấn đề hết. Ở đây là có dâu măng cục, sầu riêng. Rồi chú, bữa ngày bán được không chú? Bữa ngày bán được tầm tạm hả? Thôi sầu riêng 80 ke. Ở phía bên này nó có cái đoạn gửi xe này, hôm qua thì đêm khai mạc cho nên là người ta chặn hai đầu. Dù bây giờ là mọi người có đi sớm có gửi xe ở chỗ Võ Gia Place. Thì chỗ này nó gần với cái vựa sầu riêng của Hiếu nha các bạn. Đây, quay tiếp. Măng cầu, măng cục, rồi chôm chôm này, chôm chôm Thái màu vàng đẹp quá. Người đẹp. Sao người đây bán được người đẹp? Không được hả? Có gửi gà măng cục nữa không? Sorry. Mãi vô. Chín nhiều không? Đang chở qua thêm anh. Tăng chở qua thêm hả? Hết chín nữa rồi. Hết nữa hả? Ôi, hơi chở mà, vậy là không được rồi. Chín nhiều, bán nhiều chứ. Chuẩn bị rồi đó, không được. Cái này lấy vô mà. Sao người đẹp? Bò. Đưa cô tay đó nha. Ơi, 80 ke ba bên. Quá hết, hôm qua bán hết chín luôn. Ngày này bán được không em? Sạch luôn hả? Ghi sáu ăn. Ghi sáng hả chung qua? Nói chung là nhiều gian hàng lắm các bạn. Từ từ chưa rồi, Trung Bò là một, nói chung là mình thấy đi dọc hết cái lễ hội trái cây này, chỉ có cái gian hàng của Thanh là có Trung Bò nha các bạn. Hiện tại ở cái vựa chính là 415 các bạn 8 cũng có Trung Bò này mọi người. Bây giờ người ta bắt đầu đi chơi rồi. Xem cơm bàn không? Thấy không? Lấy cái hộp nó vô em. Cái muối này nó chín quá để em bỏ lại em buồn cái khác nha. Cái này nè. Chín quá thì bỏ lại lấy một cái muối. Muối nó ngon cơ. Muối ăn nó ngon nhỉ.
cái đó rì rì sáo nha các bạn. Vừa chín cây mà, chín cây lúc nào cũng vậy mà. Đó. Cho bù tặng các kiểu. Bên đây có cô bán mãng cầu, có mít vải rồi mọi người. Đó, bây giờ người ta đi bắt đầu đông rồi mọi người. Đông lắm. Ở hai mấy cái vật của bên kia thì là không có phí. Cho nên là người ta kiểu như là các bạn thấy là người ta sẽ kiểu như là mấy anh là dẹp bên đó. Đó, để cho mấy anh chị mà có mua, có đặt cái gian hàng ở đây bán. Đó. Em hồi nãy có người mua lại là mua mãng cầu với 130.000 có thể. 130.000 em đưa 130.000 cho con. Ồ, bác. Đưa con 130.000 nãy con bán được tôi được 130.000. À, thăm sầu riêng, bán sầu riêng, bán trái cây này luôn nè. Ồ, không ổn rồi Đại Dương ơi, coi kìa. Mày đang mù mịt nữa rồi. Trái cái trận không hay nắng chiều tối mưa. Mỗi ngày mà nắng quá trời quá đất luôn. Bây giờ người ta bắt đầu đi chơi không gì. Đó, bây giờ chưa, chút nữa là mình sẽ. Chắc chút nữa mà khách hàng mà giờ không, đâu chính hả? Có đang có chín mà chín vừa đủ bán rồi, à. Ăn thôi tí xíu nữa xe nó vô tới có à. Nhiều sầu riêng á chị. Rồi đi mang tổ chức qua vậy, bán mang tổ chức em nó dẫn đi thôi, đi vòng một vòng cô. Rồi gặp lại vô này thôi, có ngày thứ hai này các bạn, khách bây giờ họ đi chơi quá trời đó. Dâu đợt này thì mấy bạn sầu riêng rồi bắt đầu giảm xuống lại quá trời quá đất luôn quý vị. Ở Sài Gòn thì một đợt trước này là 190, bây giờ dưới đây là thấy loại nhất là mấy anh chị bán 80 không. Ăn cho cá này ngọt lắm luôn. Lái thiêu là nổi tiếng là mang cọc rồi. Dâu ban đêm tối một chút xíu nữa thì người ta đi chơi bữa đông. Không biết là hôm nay người ta có chặn hai đường không, chứ hôm qua là trở thành giống như cái phố đi bộ luôn á mọi người. Giống như một cái phố đi bộ luôn á. Đây hôm qua mình có quay chỗ này chị bán sầu riêng này cũng đông lắm này. 75 hạt lép này. Nó hơi dài cho nên mình sẽ đi một vòng. Dạ. Đó, măng cụt các kiểu. Chắc đường rồi, chắc đường đúng rồi. Sợ trời mưa mọi người. Đó đi hôm nay mình đi qua nhưng mà mình chưa có thưởng thức những cái món ẩm thực ở đây. Thì mình sẽ đi xuống kia là thưởng thức cái món gì ngon ngon quay chia sẻ với quý vị anh chị và các bạn. Bạn thích nhất là xem gọi là xem khui sầu riêng á mọi người. Thanh sầu riêng bây giờ là hiện tại là đang chờ sầu riêng từ nhà lên. $80 một ký vậy.
Cơm vàng, thằng lép đi sáu à? Ở miền Tây ở đâu chị? À, có cái này ở đâu? À, có La Thiên hả? Tràn hộp luôn vậy. Nhưng mà tình hình này nhìn thấy cái đấy chắc hơn 1 ký cơm rồi. Dạ. Thôi mọi người, trời bây giờ hình như muốn mưa rồi kìa. Yêu quái rồi đến, yêu quái đến. Mình thấy chủ yếu là măng cục rất là nhiều luôn mọi người. Măng cục năm nay hình như là nhà vườn ở của miền Nam này. Cả kiểu như ở đây 70 ngàn cái thụ em. Nói chung là cái giá nó cũng loạn giá lắm, loạn giá lắm các bạn. Đủ hết cái giá hết rồi mọi người. Chào cô. Đó, măng cục, sầu riêng cũng nhiều nữa. Sầu riêng, măng cục. Rồi dâu. Mít tố nữ. Đó, mình thấy bây giờ người ta rao giá thì 70 một ký rồi mọi người. Trời quá đất, nhưng mà trời này hình như tối nay không đẹp rồi. Cái đoạn này khoảng 300-400 mét à, không có nhiều. Đồ ăn với trái cây. Tối một chút xíu bây giờ mới đi làm về, mọi người mới đi làm về các bạn. Mọi người mới đi làm về cho nên là chưa có đông. Rồi nhỏ trái nhỏ thì nó 40k một ký. Dâu thì 20 này. Coi thử cái. Đi dọc thứ mọi người ai cua sầu riêng quay cua sầu riêng. Rồi đỡ cái này. Cui chậm cho nên người ta đi mất rồi quý vị ơi. Ồ, mưa lớn lắm các bạn, mưa lớn rồi. Chôm 35 ngàn. Ở khúc này thì người ta bán trái cây nhiều, còn ẩm thực thì đi dọc qua đây chút xíu là để có cái công ty du lịch Dình Ký, mọi người Dình Ký họ bán. Chào cô. Mấy An Sơn ơi, mọi người ơi, An Sơn đâu mọi người ơi. An Sơn nó kia đâu mọi người. Dạ. Hôm nay bán được cô? Dạ. 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 Của mình là sao cô? Của mình là 35 ngàn một ký này hả? 35 luôn cô. Dạ. Lời ít để theo nè, con thấy không? Cái trái măng 40 ngàn ký mà muối nó vậy. Dạ. Đó, con thấy không? Đó, 40 ngàn ký. Chứ bây giờ á, cô xin gian hàng kế bên nó toàn lấy măng á, lấy xe không vậy. Bây giờ ta lỡ 62 triệu đồng. Ủa mà bàn 2 triệu hả? 2 triệu chắc mình lại thì mình lấy. Không, nhiều chỗ có nhiều hình, có nhiều giá lắm, có chỗ mắc hơn. Không, đồ ăn á cao hơn. À, đồ ăn cao hơn hả? Đồ ăn chắc cao hơn. À, trời mưa con đi dọc rồi. Đó. Đó mọi người. Ruột măng cục 35k một ký. Người ta bán cái ruột để làm cái gì, làm gỏi cái quý vị. Rồi xong mưa.
luôn quý vị. Chắc mình phải làm một video cho, xong rồi mình thử một món, một vài món để quay cho quý vị. Ngày người ta đi chơi mà mưa gió vậy, tiêu rồi. Không được rồi. Mưa gió. Bô nhiều thịt. Để đi xuống rồi xuống nữa. À. Mưa. Ở bên kia có bánh, bánh mì nướng các bạn. Đa số là người ta đi đến là anh vạch con không mọi người, anh mấy nó nhỏ nè, mấy nhỏ ở đây hình như có nhiều em là nghỉ hè rồi. Vui quá, vui quá. Xúc xích. Cái này là cơm lam nè, cơm lam nè các bạn. Đưa cho con à. Đó. Ồ, vui quá, vui quá. Thật là số động, thật là số động. Mưa. Mưa này mưa dữ luôn á quý vị. Xin mời những cái dương trang thưởng thức kem trái dừa Thái Lan, kem phượng Thái Lan, kem sợi bánh khởi hay nhất đặc biệt không ngon. Cứ đâu mà vội mà tàn, dừa chân trái lại giá hàng kem đi. Ăn vô mắt lạnh khủng nhiên, dừa Hawaii. Ơn khuyến mãi nụ cười bán kem. Còn bây giờ mình sẽ cũng đói bụng rồi các bạn, đói bụng rồi. Càng ngon, càng ngon, càng ngon. Nước ngon gì mà ngon hết sảy, vừa thơm vừa mát, càng ăn càng ngon, càng ăn. Quá trời rồi. Mực nướng ở đây, mực nướng ở đây hả?